chào. Là một clip tiếp theo trong series gieo của Ngọc. Thì hôm nay sẽ là bài Em trong đầu. Thì bài đấy tông gốc của nó trên tông son. Đó. Hợp âm thì cũng không dài lắm đâu. Thì hợp đầu tiên là âm son trưởng. Hợp tiếp theo là âm la thứ. Hợp tiếp theo là âm rê trưởng. Hợp tiếp theo là âm rê thứ. Hợp tiếp theo là âm đô trưởng. Hợp tiếp theo là âm đô thứ. Hợp tiếp theo là âm pha trưởng. Sao mà? Hợp tiếp theo là âm si giáng major 7. Hợp tiếp theo là âm la 7. Đó, hình như hết rồi. Đó. Thế thôi, bài chỉ ở từng đấy hợp âm thôi. Về phần hòa thanh của bài hát thì bài này có đúng hai vòng cơ bản thôi. Vòng đầu tiên là vòng son la thứ chia đôi cho rê trưởng. Đó. Thì ở đoạn đầu nhá, mình sẽ giải với một tấu là bát 3 2 1 3 xuống la thứ với rê trưởng chia đôi, mình chuyển đánh là chập cả chuyển. Đó, lại nhá. Thế thôi. Thì đoạn đầu này mình sẽ để mua một đoạn nhá. Xin lỗi em. Vì đã là la 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 pa pa. Pa 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 pa. Đoạn mà ở trong đầu của anh mỗi khi chúng ta xây ngôi nhà gì đó, thì đoạn đấy bắt đầu sang vòng số 2, vòng hòa thanh số 2. Sang vòng hòa thanh số 2 thì gồm có hợp âm là đầu tiên là rê thứ, son trưởng, đô hai lần, đô thứ, pha, si giáng major 7, la thứ, rê trưởng, la thứ, rê trưởng, la trưởng, la trưởng hay la bảy gì đấy, là hai lần, rê trưởng hai lần, rồi nó sẽ quay lại vòng la ba ba, la 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 ba ba. Đó, thì ở vòng hòa thanh số 2 này nhá, thì mình sẽ quạt. Với những đoạn đầu nhá, nó chưa kiểu tăng tốc tempo lên ấy, thì mình sẽ quạt là với một tiết tấu là xuống, nghỉ, xuống, lên, nghỉ, lên, xuống, lên. Mỗi âm quạt một lần, còn hợp âm là x2 thì quạt hai lần. Còn đoạn tăng tốc, đoạn tăng kiểu nhịp tempo lên ấy, thì mình sẽ chỉ còn quạt xuống 8 lần thôi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đó. Bây giờ mình sẽ demo một đoạn nhé. Thank you.